Truyền thông Thành Võ xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay, đầu tuần thứ hai, ngày 29 tháng 1 năm 2024, Truyền thông Thành Võ xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn, cùng các nhà hảo tâm, mạnh thường quân, người bệnh và người nuôi bệnh, một tuần mới đầy năng lượng và tích cực hơn. Truyền thông Thành Võ đang có mặt tại phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Qua đó, Thành Võ xin điểm lại những công trình phần việc tại phòng khám. Sau buổi lễ, hoàn thành phát đồ hỗ trợ điều trị ung thư cho 17 bệnh nhân đã từ cửa tử trở về trong một không khí ấm áp vì mùa xuân đang tới gần. Nhà nhà, người người chuẩn bị đón xuân Giáp Thìn năm 2024. Những đóa hoa đã nở rộ để chào đón nàng xuân thấp thoáng từ ngoài đường vào trong sân nhà. Một khung cảnh rất ấm áp, ấn tượng của các cái Tết cổ truyền. Tuy nhiên, những bệnh nhân ở lại tiếp tục hỗ trợ điều trị ung thư tại phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy cũng không khỏi ngỡ ngàng. Tất cả họ rất cố gắng giữ gìn phác đồ hỗ trợ điều trị ung thư của cha Pero Nguyễn Văn Tường và phấn đấu nghe lời dặn dò của những bệnh nhân ra viện để một ngày không xa cũng như họ vậy đã hoàn thành phác đồ hỗ trợ điều trị ung thư về với gia đình, người thân. Xin trình với quý thầy ở phòng khám và trình với quý mạnh thường quân trong giờ ngoài nước và các bệnh nhân đã tới phòng khám hoặc chưa tới. Mình là bệnh nhân ở từ Bạc Liêu, tên đầy đủ là Nguyễn Thị Hạnh, sinh năm 1958. Mình từ Bạc Liêu đến với cái ca đến với phòng khám ung thư Cho Không này là mình có cái ca bệnh là ung thư vú, cũng như là ngày mới phát bệnh thì tới bây giờ là cũng 20 mấy tháng rồi. Trước khi đi tới phòng khám cha thì coi như là mình cũng trị thuốc nam cũng rất là nhiều. Khi khám thì bác sĩ Tây Y biểu là cắt mổ, bỏ hết. Rồi quá chị sợ chị, điều thứ nhất mình không có khả năng, thứ hai cũng không có điều kiện gì. Rồi cứ uống thuốc nam xuyên suốt cũng 20 mấy tháng. Và khi coi YouTube đó thì thấy thầy Dũng quay lên là chỗ cha yêu thương cho không. Chị bệnh rất tuyệt vời, cho nên từ đó mình tìm tới chỗ cha lúc cha còn, mà khi mình cũng thiếu phước cho nên tới đây là cha đã qua đời rồi, cho nên mấy thầy cũng nhiệt tình lắm cứu chữa, mình cũng quyết tâm ở đây là xin thưa với thầy, với mạnh thường quân ở đây và các bệnh nhân, ai chưa tới thì cũng nên tới, còn mà người đã tới thì gắng cố gắng ôm pháp đồ của cha và quý thầy chỉ dạy như thế nào mình phải tuân theo pháp đồ thì cái bệnh này nó rất là dễ dãi. Bệnh tuy khó nhưng đúng pháp đồ là rất là dễ, cho nên vì chỗ đó mình cũng quyết tâm để mà ôm pháp. Khi vô tới đây rồi là bữa nay hôm tới ngày tới đây thì bây giờ nữa là 2 tháng 27 ngày, mà mình cũng thưa với tất cả quý thầy, quý mạnh thường quân với quý bệnh nhân là coi như là mình đã ổn, tuy là chưa có đi khám nhưng mà mình thấy sức khỏe mình ổn có 60-70% rồi. Mà nếu cái đó là mình dự đoán thôi, mà nếu đi khám chắc có thể là vượt lên 80-90% đó. Dạ, xin cảm ơn cô nhiều. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn, với sự nỗ lực không mệt mỏi của lực lượng công nhân xây dựng và đã phục dựng phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy thêm khang trang để có niềm tin
chỗ dựa tinh thần cho các bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối, cũng là nơi để ổn định cho các thầy an tâm lo chữa bệnh và nghiên cứu thêm để làm cho đúng phác đồ và những lời dạy của cha Vero Nguyễn Văn Tường, và không phụ lòng của các nhà hảo tâm Mạnh Thường Quân, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn, phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy xin thông báo rộng rãi để mọi người được biết. Truyền thông Thành Võ xin thông báo lịch nghỉ Tết Giáp Thìn năm 2024 như sau. Phòng khám các thầy nghỉ 4 ngày Tết, từ ngày 29 đến mùng 2 Tết, sáng mùng 3 trở lại làm việc bình thường tại địa chỉ ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Vẫn công việc như mọi ngày, tiếp nhận bệnh nhân mới, hỗ trợ điều trị ung thư, tư vấn bệnh nhân, diện chẩn tại nơi phòng khám của các thầy, đắp thuốc, châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt, cấp nước, thảo mộc, gạo miễn phí trên tinh thần yêu thương cho không. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn, thay mặt các thầy, truyền thông Thành Võ xin tri ân các Mạnh Thường Quân, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước, các cơ quan ban ngành cùng chính quyền địa phương trong thời gian qua đã hỗ trợ tích cực cho phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy vượt qua những khó khăn thách thức. Các thầy xin ghi nhận những tấm lòng vàng đã đóng góp phục dựng lại phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy. Để đáp lại tấm chân tình đó, thay mặt các thầy, truyền thông Thành Võ rất biết ơn. Để công trình phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy thêm khang trang và bền lâu, truyền thông Thành Võ kêu gọi nhà hảo tâm Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước tiếp tục hỗ trợ giúp đỡ cho phòng khám để chăm lo cho bệnh nhân trên tinh thần yêu thương cho không mà cha Vero Nguyễn Văn Tường đã dạy, cũng như bảo vệ và phát huy hiệu quả công trình nghiên cứu của cha ngày càng có ý nghĩa đối với bệnh nhân ung thư. Năm cũ cũng dần bước qua, năm mới cũng sắp bắt đầu. Truyền thông Thành Võ thay mặt các thầy kính chúc các nhà hảo tâm Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước, các cơ quan ban ngành cùng chính quyền địa phương đã đón năm mới Giáp Thìn năm 2024 trong không khí vui tươi đồng ấm, ngập tràn niềm vui, cuộc sống mới thành đạt hơn. Chúc người bệnh và người nuôi hoàn thành phác đồ hỗ trợ điều trị ung thư của cha Vero Nguyễn Văn Tường thật sự hết bệnh để về với gia đình, người thân. Đến đây, truyền thông Thành Võ xin kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại. Trân trọng kính chào. Truyền thông Thành Võ xin kính chào quý ông bà, cô bác, anh chị và các bạn. Hôm nay truyền thông Thành Võ xin hướng dẫn đường đi đến phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Nơi Thành Võ đang đứng là đường Nguyễn Thiện Thành, cách nội ô thành phố Trà Vinh và trường đại học Trà Vinh 1 km. Thành Võ chuẩn bị di chuyển vào quốc lộ 53 hướng đi cầu ngang Duyên Hải, sau đó rẽ phải vào quốc lộ 53. Phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không làm việc từ thứ hai đến sáng thứ bảy hàng tuần, chiều thứ bảy và chủ nhật được nghỉ. Đi thẳng khoảng 15 km nữa sẽ gặp nhà thờ Phước Hảo. Sau đó chúng ta sẽ đến cổng chào của huyện Cầu Ngang. Đi khoảng 5 km nữa chúng ta sẽ gặp nhà thờ Vinh Kim. Đi tiếp khoảng 1 km chúng ta sẽ gặp biển báo phía tay phải là biển báo nhà thờ Dòng Lớn. Sau đó theo hướng chỉ dẫn vào nhà thờ Dòng Lớn là rẽ trái và đi tiếp nhìn thấy nhà thờ Dòng Lớn, nhưng chưa đến nhà thờ Dòng Lớn thì chúng ta thấy biển báo phòng khám yêu thương và rẽ phải theo hướng chỉ dẫn đến phòng khám và sẽ tới nơi. Thân ái kính chào.